Yeah, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh lang thang đường phố thì à, không nằm ngoài dự đoán của anh em thì ngày hôm qua à, tối đêm muộn ngày hôm qua thì à, thám tử cao đã gọi là chính thức gọi là, là, là à, có những biểu hiện à, quay xe rồi mọi người đó khi mà anh này lên là miễu mai hồng loan cũng như là luật sư à, ngọc nha đó cũng như là chị ni đó thì à, chắc một hai ngày tới thì anh này cũng tuyên bố luôn rồi đó ngày hôm qua thì à, đem những người này ra gọi là cà khịa rồi đó khi mà nói về những cái vụ việc sao kê thì không chỉ thám tử cao đâu còn những cái người khác như là nguyễn đức long cũng như là thái dương mụ thái dương đó mụ già thái dương đó. đó mấy ngày nay thì nói chung là nói về em khá là nhiều nhưng mà em có thời gian để em nghiên cứu em xem mọi người lúc này em cũng bận quá em đi hay, hay đi ngoài đường quá đó hôm qua nói chung là cũng đi gần nhà thám tử cao tính ghé vô uh, uống chút trà <laughs> nhưng mà do công việc bận quá mọi người À, đi uh, theo uh, nhiều người quá nên là không có thời gian chứ không mấy là ngày hôm qua em ghé vô muốn nước trà với thám tử cao rồi bữa hỏi thám tử cao nó có mời em xuống mà đó còn mụ thái dương thì uh, nói cũng khá là nhiều về em nhưng mà em không có thời gian để em nghiên cứu bà đó mọi người đó em không có thời gian để em nghiên cứu bà đó bà nói cái gì thôi bà ấy cũng già rồi uh, nói chung là mình uh, nhịn được ai thì mình nhịn ha? Uh, cô cũng già lớn tuổi rồi giữ gìn sức khỏe nha cô nói uh, gọi là lên uh, du khống nhiều quá Thì có ngày nói chung là là, là uh, cố họng mình nó đơ nó đứt của họng nha <laughs> Róng róng lên á thứ mà già mà róng rống lên đó cô không có ngày gọi đứt của họng nha không cố gắng giữ gìn sức khỏe ha hưởng gọi là hưởng phúc hưởng quả gì đó với con cháu đi <laughs> đừng có lên mạng chữ con nữa coi con không nói gì cô à nó chưa từng nói gì cô thái dương này như thế này như thế nọ đó nhưng mà cô này hình như là muốn kiếm mía rồi già mà còn sung quá cô Ha, bớt bớt lại đi mình quay xe thì uh, mình quay sang mình nói hồng loan với chị bà ni đó nói đi cô đừng nói con làm gì đấu đâu quay xe đâu nói con làm gì đó nói con làm gì cô ha, trang vina nữa đó rồi, rồi, rồi ông đức long nữa đó bốn người rồi với misun nữa tem năm luôn rồi <laughs> tem năm luôn mọi người lần này chắc là, chắn là một cái uh, vụ quay xe gọi là khét lẹt đến từ uh, năm người uh, đó khi mà họ không đạt được mục đích uh, cái uh, nói chung là cái vấn đề mà câu chuyện chính trong cái vụ việc mà quay xe của những người này đó là liên quan tới luật sư Kha chắc chắn luôn từ cái ông luật sư Kha mà ra đó cũng không phải là nói là từ ông luật sư Kha mà ra nữa phải nói là từ uh, bên phía Hồng Loan mà ra khi mà Hồng Loan đã nhìn thấy được cái bộ mặt thật của những con người uh, gọi là muốn gắn ghép ông luật sư Kha vào cái câu chuyện của Hồng Loan đi sâu vào trong đó đó thì họ đã không đạt được mục đích đó hồng Loan đã nhận thấy rồi hồng Loan không chấp nhận cái điều đó và họ đã không đạt được mục đích đó nên đó họ bắt đầu tấn công từ người này đến người khác đặc biệt là những người thân cận bên hồng Loan đó là ai là chí cảnh à, ban đầu tiên là chí cảnh à, khi mà thám tư cao đưa ra một cái câu chuyện rất là xàm à, có liên quan tới ba que ba sọc thì sau đó anh này à, không có đủ bằng chứng để gọi là à tố cáo được chí cảnh đúng không? thì ngay sau đó thì à, một ông đạo diễn già đó là nguyễn đức long đã nhảy vào hùa theo thám tử cao khi cho rằng là thám tử cao nói là đều có bằng chứng đúng không? nói cái gì cái đó là đều có bằng chứng nhưng đến là điểm hiện tại thì clip nào tôi cũng réo rọi cái ông già này à, kêu ổng đưa kêu thám tử cao đưa bằng chứng ra thì ông ta lại gọi là im thinh thích đúng không? sao mà nói được mọi người sao mà đỡ được đúng không? những cái gì tôi yêu cầu ổng là ổng không đỡ được đâu đó ông tôi chỉ kêu yêu cầu yêu cầu ông đem những cái bằng chứng đó ra thôi nhưng mà ông không làm được nha đó cũng từ luật sư kha mà ra khi mà không đạt được mục đích của họ thì họ bắt đầu gọi là lên mỉa mai à, nói là hồng lon là như con gối không đặc biệt là thám tử cao nha cái này mình đang nói về thám tử cao nha mọi người đó không biết gì về sao kê đó không biết gì về sao kê thì nói vấn cái vấn đề sao kê ở đây á mình nói với cô chú chị rất là khó nha rất là khó khi mà kêu bé ve để sao kê nha mọi người trừ khi gọi là bé ghe à, tự nguyện đi sao kê để chứng minh mình trong sạch thôi chứ thật sự mà muốn vào đó để gọi là làm rõ cái vấn đề mà à, bé ve sao kê nó khó lắm chứ không phải là dễ đâu đó chứ đừng có nghĩ là chắc chắn là đem ông luật sư kha vào cái vấn đề sao kê là được không được đâu đó, ông bỏ chạy rồi được cái gì đó không có dễ ăn đâu đừng có nhìn vô đó mà thấy dễ ăn nha rồi lại lôi luật sư ngọc ra ông mỉa mai đó thì chắc một hai ngày nữa họ cũng tuyên bố họ gọi là họ quay xe thôi đó khi mà ngày hôm qua à, tôi còn nghe thám tử cao nói là tôi cấu kết với mẹ con bà sáu <laughs> nhưng mà ngày hôm nay thì dường như là những cái lời nói đó là thám tử cao nó tự nó nói với, với bản thân của nó thôi đó nó nghĩ là bây giờ á thám tử cao bây giờ là nó có những cái biểu hiện như thế này thì à, nói chung là anh em cũng đã quá gần nó rồi đó trước khi mà nó muốn gọi là quay xe nó sẽ thăm dò như lệnh đó nó sẽ thăm dò fan của nó à, khi mà nó nói về câu chuyện nó còn ai xem nó hay không đó khi mà nó tấn công người này người kia là nó có được nhiều lượt xem hơn nữa hay không nếu mà vẫn có người xem à, vẫn được à, cái lượng mà người theo dõi vẫn ok thì nó sẽ bắt đầu cái công cuộc gọi là quay xe của nó đó, cái này là không có, có, có có gì mà xa lạ với anh em tụi tôi cả đó không nó ném đá về gọi là dò đường dư luận thôi đó cái câu chuyện của chí cảnh đó điển hình là cái câu chuyện của chí cảnh À, lúc đầu tiên đó, rồi sau đó tới giỏi diệt băng đó, thì gần nhất là tối uh, hôm qua thì nó đã lên tiếng miễn mai tất cả những người uh, của hồng loan như là hồng loan à, bà ni cũng như là luật sư ngọc đó nó đã lên tiếng miễn mai rồi thì không biết là cái trình độ của ông luật sư kha tất cả nào <laughs> ừ, ông này ông đã làm từng cái vụ việc gì gọi là, là, là để cho những cái thành phần này gọi là lên tiếng để ủng hộ <laughs> ông này trong cái việc của hồng loan đó khi mà đưa ông này để vào đó để gọi là lấy những cái thông tin đó để gọi là cho tụi nó đó cung cấp cho tụi nó để tụi nó có những cái thông tin gọi là quý giá cũng như là những cái thông tin mới nhất về cái câu chuyện của hồng loan đó thám tử cao mày đừng có gọi là hỏi là sao kê tới đâu rồi mày muốn hỏi thì mày lên phường mày hỏi đó văn bản những cái tài liệu những cái điều cần thiết thì luật sư ngọc ta cũng đã làm rồi ta cũng gửi đến cơ quan chức năng rồi đó mày phải chờ xử lý thôi chứ không lẽ mày gửi lên cái người ta xử lý cho mày liền mày thấy đâu có vụ việc nào mà gửi lên là người ta xử lý liền đâu không đâu phải là, là 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 nguyên cái phường nguyên cái xã nguyên cái tỉnh đó xử lý có một vụ việc của mày đúng không đó nên mày muốn biết mày muốn hỏi thì mày lên gọi là, là là công an mày hỏi đó chỉ chỗ cho mày hỏi đó <laughs> lên nó hỏi là chắc ăn à, lên nó hỏi là cái câu chuyện mà phương gia là, là sao kê tới đâu rồi anh này kia đó. nếu mà thật sự mẹ con mày sáu bào trong sạch thì họ tự đi động đi họ đi sau kê để họ lấy lại danh dự à giống như mày đúng không giống như mày trong cái câu chuyện của ông Trần Nên nếu mà mày muốn lấy lại danh dự của mày á, thì mày tự đi sau kê 3 năm vừa rồi đi cái kênh của ông Trần Nên kiếm được bao nhiêu tiền Youtube ừ, làm đi chứ mày đừng có lên mày cá cược <laughs> cái thối của mày y chang bà sáu à đó y chang bà sáu với bé dê đừng có lên cá cược tao làm gì tao không có nhu cầu hiểu không mình không có nhu cầu cá cược bạn ơi vui vẻ không quạo hiểu không vui vẻ không quạo nha thám tử cao thấy mặt em căng quá thấy mặt mày căng khi mà tao nói về cái ông trần nên quá đó bởi vì nó có những cái điều khuất tắc trong đó mọi người đó khi mà tôi đụng vào cái uh, Cái câu chuyện mà sao kê uh, cái kênh của ông trần nên thì khá là căng nha thám tử cao khá là căng đó mấy ngày nay thì không nghe nó nhắc về cái vụ việc đó <laughs> nó lên như du khống tôi gọi là cấu kết với bà Sáu với <laughs> phương Gia đó thì tôi ở đây thì tôi chẳng câu kết dài cả kể cả hồng loan cũng gì tới thời điểm hiện tại tôi cũng không có liên hệ liên lạc gì với hồng loan hết cho mọi người không tôi là người đứng ở ngoài tôi không có liên quan tới câu chuyện qua cả nhưng những cái gì tôi biết thì tôi nói thôi đó tôi thấy cái nào đúng thì tôi nói tôi uh, nói hồng loan rất là sáng suốt khi mà không cho ông luật sư cao vào cái ông này ông vào để làm cái gì ông thám tử cao đang thám tử cao tuyên bố là ông này đang gọi là nắm 20 vụ án khác mà vào đó để làm cái gì thời gian đâu mà làm 20 vụ án khác ông làm ông lấy phí đúng không ông lấy tiền thì ông phải có trách nhiệm cao hơn còn ông vào hồng loan để ổng làm miễn phí cho hồng loan hồng loan đâu có nghèo tới cái mức mà phải rồi là làm miễn phí không cần là phải rồi đó không vào đó để gọi là biết đâu ông này là bên phe bà sáu làm sao đúng không ông luật sư Kha này bên phe bà sáu làm sao tốt nhất là hồng loan chọn luật sư riêng cho mình là đúng điều này hoàn toàn rất là nhiều người ủng hộ nha biết đâu ông luật sư kha này là người của bà sáu gài quá làm sao đó, bây giờ thì thám tử cao nó rõ, càng ngày nó càng rõ ra rồi đó khi mà gọi là ông lực sư Kha này không được trọng dụng tụi nó bắt đầu nhảy dựng lên từng đứa một cái mục đích của tụi nó ban đầu đưa ra à, đã gọi là không à, không thành công rồi đó, khi mà nó đổ bể ra quá nhiều bắt đầu là nó cắn vòng vòng, vòng vòng những người gọi là xung quanh Hồng Loan trước đó, rồi ngày hôm qua thì nó đã cắn luôn rồi là mé mé rồi, táp tới ông quần của Hồng Loan rồi <laughs> táp tới ông quần rồi à, chưa vô thịt nhưng mà đã tới táp uh, cái ông quần rồi mọi người đó thì uh, chắc nay mai thôi chắc chưa nay hoặc là uh, <laughs> tối nay thôi đó là họ sẽ gọi là tiếp tục có những cái đòn mà công kích từ từ nha nó không thằng thám tử cao này nó rất là khôn nó không nó khôn ranh lắm đó, nó không có lại là uh, quay xe cái, cái vụ đâu quay xe cái dù thì mọi người sẽ gọi là uh, những cái khán giả mà yêu quý hồng loan thì không có dễ gì mà theo nó đâu đó bắt đầu là nó sẽ đưa ra những cái bằng chứng từ từ đó cái này là cái chiêu nó mà nhưng mà những cái bằng chứng này xác thật thì qua cái miệng thám tử cao thì có không nó có mà ờ, có nói không là cái chuyện bình thường thôi giống như điển hình là nó nói tôi là là, là cấu kết với bà sáu với phương Gia không mày cứ đưa bằng chứng ra đưa cái bằng chứng nào tao cấu kết với bà sáu và phương Gia gì đó đưa ra đó nói chung là khi mà nói câu chuyện ông long mình thấy gọi là không phù hợp nữa thì mình sẽ không nói thôi Chứ mình có không rảnh gì đâu mà quay xe qua bà Sáu làm gì Quay qua cho chúng chửi tao cái gì <laughs> Một cái người gọi là đi dành tài sản với lại đứa con ruột của người khác mà lên binh thì tụi mày hết thuốc chữa rồi Đúng không Nói thẳng ra là vậy tụi mày không còn thuốc chữa nữa tụi mày mới làm cái điều đó Đúng không Tụi mày đói quá rồi, Đúng không đói thối mòm rồi Giống như gọi là chị Hoa hậu uh, mì xào rồi Đúng không đói thối mòm ra Đối thối mồm ra rồi <laughs> bắt buộc phải gọi là quay xe thôi Bây giờ không quay xe cũng không được đúng không? Tụi nó bắt buộc phải quay xe rồi Bây giờ bên Hồng Loan thì tụi nó rất là gọi là cây cú về cái ông lực sư Kha đúng không? Cái câu chuyện của ông lực sư Kha khi mà ông lực sư Kha không được gọi là trọng dụng đó, mình cũng chẳng biết, mình ở đây mình không công kích về ông lực sư Kha làm gì nhưng mà mình muốn gọi là nói rõ về vấn đề này đó, cái vấn đề mà tại sao có những cái uh, tranh luận ngày hôm nay cũng như là có những cái vấn đề, cái câu chuyện uh, của thám tử cao tấn công người này người khác để làm gì mục đích nó để quay xe đó nói thẳng luôn mục đích mục tiêu của nó là chỉ là quay xe thôi chứ không có là cái gì khác cả đó khi mà đã không đạt được mục đích thì quay xe đó không trang vina nè đó bà thái dương già nè đó nguyễn đức long nè đó misun nè thám tử cao nè toàn là những người gọi là đầu to à, sẽ chơi chung nhau à, tem năm rồi <laughs> cái này tem năm này hơi dữ à tem năm này hơi vip à nha à. đó tem năm này là có uy tín luôn đó đó, Misun bây giờ nói chung là đang rất là à, hả hê, à cười trong bụng, à chung, sắp có động bọn rồi, không còn gọi là đơn thân độc mã nữa. Đó chứ Misun đơn thân độc mã thì thấy càng ngày nó càng xuống mọi người. Cái lượt view, lượt like nhưng lượt theo dõi nó càng ngày nó càng tuột. Nó nó không tăng mà nó tụt. Đó Misun đang gọi là từ dưới vực à, gọi là bắt đầu gọi là gượng dậy rồi. À, khi mới đây đã lên clip nha, Đã lên phần 89 đó. Khi mà gọi là có được những cái đồng bọn rồi bây giờ an tâm hơn để ra clip rồi chứ nếu mà thật sự không có câu chuyện mà thám tử cao tấn công người này người kia thì, thì chưa chắc gì Misun ra clip đâu mà Misun rén rồi không rén rồi không có dám ra clip nữa đó khi mà có thám tử cao gọi là tiếp thêm tinh thần cho Misun thì Misun mới ra clip nha thì à, nói chung là đôi lời cũng gửi đến cái cô mà thấy dương già à, thấy dương già đó cô nên giữ gìn sức khỏe đi cô ơi cô lên chửi mấy con làm gì đó, cô thấy cô lớn tuổi con không thèm đắt trả sợ cô lên máu sản hậu ủa lên máu <laughs> lên máu cô, cô ngủm luôn thì thật sự là nó con mang tiếng ác mờ ác miệng nhưng mà ở đây thì con không nói gì cô thì cô hiểu rồi đó cô không có miếng giá trị nào trong cái là à, cái câu chuyện này cũng như là không miếng giá trị nào đối với câu chuyện mà đang làm đang nói cô không nói gì nói kệ cô đi không, không coi cô như là <laughs> kẻ chết rồi vậy đó con không quan tâm đâu À, không quan tâm đến những cái người gọi là à, già già mà chửi mình thôi kệ đi họ cũng đáng là là là, là cô thím của mình rồi à, cô gì rồi của mình rồi kệ họ đó cho họ kiếm chút cháu đó họ khi mà họ lớn tuổi rồi họ không có dành thời gian gọi là là, là, là hưởng phúc hưởng quà gì đó với con cháu thì họ đem ra họ tạo nghiệp đó không còn trẻ không tạo nghiệp mình già tạo nghiệp <laughs> thật chứ thật sự chứ cô chửi con con không quê nhưng mà khi mà con chửi lại cô á cô mới nhục nó nói thẳng luôn con chửi là cô cô nhục lắm sống sao già cả rồi đầu bạc rồi mà để cho thằng nhỏ chửi Đúng không nhục không nhục liền còn cô chửi con là cũng như cô dạy con thôi không có gì dạy thì con thích nghe con thích thôi cái nào đúng thì nghe cái nào không đúng thì thôi đúng không mọi người nhưng mà những cái thành phần mà ăn cháo đá bát thì gọi là ăn cháo đá bát hay là ăn xít đá bô vậy đó thì con không quan tâm đâu không nói thẳng không quan tâm những cái lời nói đó của cô thì không có thành không có thời gian nghe thấy nhiều người bình luận nói cô đang chửi con này kia kệ nó kệ bả đi kệ bả đi mọi người đừng có quan tâm tới bả làm gì bả chửi ghét rồi bả mỏi miệng bả mệt rồi bả ngẫm luôn con chừng đó nên cái câu chuyện ngày hôm nay thì thật sự là rất là căng nha đó những cái thành phần gọi là ủng hộ hồng loan bắt đầu có những biểu hiện quay xe rồi như là thám tử cao trang vina thái dương nguyễn đức long mi misun thì đã quay xe từ lâu rồi đó sau này họ sẽ nhập gọi là tem năm để gọi là À, xuống sát với hồng loan nha à, rất là nguy hiểm nha mọi người à, thời gian tới thì hồng loan rất là mệt rồi Đó, những người yêu quý hồng loan nhớ uh, like và đăng ký kênh uh, ủng hộ em nha rồi cảm ơn tất cả quý những chị đã xem và ủng hộ cho lan thay đường phố hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong video mới tiếp theo xin cảm ơn và hẹn gặp lại